Rồi, xin chào mừng các bạn đã trở lại kênh YouTube của mình nè. Kênh YouTube về chia sẻ các lĩnh vực bên điện tử nha các bạn. Học qua bên điện công nghiệp, điện tử, tổng kết tiếp điểm relay, điện tự động. Rồi hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn, chia sẻ cho bạn cái bò điều khiển từ xa. Đây, lấy cái remote vô. Đó, bộ điều khiển từ xa nè. 8 kênh nha các bạn. 8 kênh thì 8 kênh này 8 kênh độc lập à, 8 kênh độc lập riêng biệt và nó xài nguồn 12V. Đây là dắt vào 12V nè và có con IC ổn áp 7812 để nó ổn áp 12V. Ví dụ như mình đúc nguồn 18V hay là 24V vô nó cũng ổn định 12V, nó ổn định cho con IC này để thôi. IC này nguồn cao vô nó sẽ chỉ IC nha các bạn, còn ống áp. Và ống áp này nó nóng sinh nhiệt nên là gắn thêm cho nó một cái nhôm tản nhiệt để cho nó tản nhiệt. Còn cái này là bộ điều khiển nóng cắt. Còn cái bộ mà thu sóng của thằng này á, siêu sóng GF á, là cái thằng này nó có cuộn dây nè, cảm nè, để nó thu sóng GF. Đây, cái bò của nó rất là nhỏ đó, nó nằm đây nè, bò nó rất là nhỏ. Còn còn cái chấm đỏ này á là kích điểm không giữ. Hiện tại bây giờ là mình đang bật nó nè, on nè, là mình bật lên á, on là mình kích điểm này mình đang giữ. Giữ và không giữ là sao? Khi mình bật xuống là nó không giữ. Giữ và không giữ là sao? Ví dụ như cái này mình bật lên on á là mình giữ, có nghĩa là khi mình bấm mình buông thì cái tiếp điểm này nó hút cái nó giữ luôn, mình bấm một lần nữa thì nó mới nhả. Còn mà khi mà mình bật, mình ốp nó đi á, mình bật xuống á là nó không giữ, nghĩa là khi mình bấm mình giữ hoài luôn thì tiếp điểm nó giữ, còn mình buông là tiếp điểm nó nhả. Đó là giữ không giữ các bạn. Thì cái này mình điều khiển cái thiết bị điện thì mình bấm mình buông ra, thì khi nào mình tắt thì mình bấm cái nữa, thì mình phải bật lên cho nó on làm giữ. Chút nữa mình test rồi mình xem. Rồi cái tiết điện giữ và không giữ này, đây là 8 kênh tương ứng với 8 ngõ relay, mình đã ghi số nè. Và cái này là không phải nguồn nha bạn, không phải nguồn ra 12V. Cái này là cái tích điểm ra nha, chứ không phải nguồn 12V nha các bạn. À, tích điểm nó ra đây tích điểm nó ra, chứ không phải các bạn đấu nguồn 12V. Cái bóng đèn 12V vô đây là nó bật không có chạy. Và cái này chỉ là cái tích điểm của relay thôi. À, các bạn có thể là tích điểm này đóng cắt 220 hay là đóng cắt 12V 24V đều được, đóng cắt AC DC đều được. Thì cái này mình đóng cắt cho đèn quạt ngoài kia, nên là mình đóng cắt điện AC 220 tiếp điểm relay. Rồi mình chút mình test cho xem. Thì đó, mặt của nó đơn giản thôi. Và nó có mấy cái bóng đèn để nó báo hiệu cho cái relay này đang hoạt động. Khi đèn sáng là relay này đang đóng á, và điện trở này cản dòng cho led thôi. Rồi bây giờ mình sẽ câu nguồn và đấu cho bạn xem, đấu nguồn và test cho bạn xem, cũng như mình thử cái chế độ là giữ và không giữ này. Rồi bây giờ mình sẽ đấu nguồn vô, nó xài nguồn 12V. Xài nguồn 12V thì mình thủ một cái dắt này, dắt đấu ra thử cái dắt 12V cho nó. Và cái dắt này thì tương ứng với đỏ là dương, các bạn, đỏ là dương, âm là trừ. Như đây nó không có để, nhưng mà đỏ là dương. Thì mình cứ nhiệm vụ mình cứ lắp đúng theo cái nguyên lý là đỏ là dương thôi. Đây mình đã chuẩn bị một cái bình 12V đúng chuẩn, các bạn, bình xe đó. Rồi bây giờ mình sẽ đấu cái phần cứng, cái đấu cái phần tích điểm cấp nguồn cho đèn. Thì cấp nguồn cho đèn thì mình đấu dạng như công tắc thôi, không có gì hết.
đây đấu vô làm gì. Rồi hai cái này thì đây giờ mình nói gì, trời kim chui là đèn nó sẽ sáng, thì giờ mình đấu vô hai cái chân của Glay xong. Tích điểm Glay này nó ra là tích điểm thường mở hết nha các bạn, tích điểm thường mở hết. Rồi giờ sẽ đấu nó đấu mình cần. Rồi rồi bây giờ mình xài cho ngõ đầu tiên luôn đi, ngõ số 1. Chỉ là muốn tiếp điểm thôi. Điểm này có đóng các đèn quạt bình thường các bạn. Đèn quạt. Để đây mình xài cho cái bồn khách của mình đấu vô quạt đèn luôn đó. Mở nguồn tivi rồi đó các bạn. Thì ngọn chỗ ấm cho nó hiện đại một chút. Nhất là đèn á. Các thiết bị đèn mình chuyển đổi mình đấm remote cho nó. Ok. Rồi. Rồi cái này thì đó, đấu ra đèn. Rồi đèn là gì đó. Rồi bây giờ cái này là nguồn. Nguồn thì ghim cái nguồn vô cho nó 12V. Rồi, đó thì mình ghim vô dương. Ghim dùm âm. Rồi nghe bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ ghim cái nguồn 12V vô cho nó nè. Đây cái con led màu xanh này. Led màu xanh này. Chính là con led báo nguồn nha bạn. Khi có nguồn 12V led thì sẽ sáng. Đó. Thì bây giờ mình bật số 1 nè. Chưa bao giờ mình chưa ghim nguồn điện 220 nha. Giờ mình bật số 1 nè. Đó. Cái kịch đó các bạn. Tích điện nó đóng đó. Nè kịch nè. Số 2 nè. Đó. Số 3. Số 4. Số 5, số 6, số 7, số 8. Cái bóng đèn led số 8 này bị đứt rồi. Tiếp điểm mới nhận bật. Bóng đèn led này bị đứt. Rồi, chúc mừng mình thầy. Rồi, bây giờ mình đã test xong cái phần cứng rồi. Bây giờ mình test cái nguồn 220V cấp nguồn cho đèn nha các bạn. Đó, mình sẽ ghim nguồn 220V này. Mình chú ý chỗ này nghe quá mình keo nha. Mình quá mình keo lắm. Rồi. Rồi, bây giờ mình đã cấp nguồn 220. Và bây giờ mình sẽ bấm số 1 thì đèn này sẽ sáng. Đó, thấy không bạn? Rồi bấm thêm một lần nữa là đèn nó sẽ tắt. Đó chính là nguyên lý của nhấn giữ và nhấn không giữ. Ở đây mình đang chọn chế độ là nhấn giữ nha các bạn. Khi là mình nhấn nè, mình buông ra là đèn nó không có nhả giữ luôn. Mình bấm lần nữa nó mới nhả. Đó là nguyên lý. Còn bây giờ mình sẽ test cho bạn nãy mình nói là cái vụ nhấn giữ không giữ đó. Bây giờ mình sẽ test chế độ là nhấn không giữ nha bạn. Bây giờ mình sẽ đưa cái chua gai này cho an toàn. Mình sẽ đưa cái cần gạt này. Đây có số nè, bật tắt nó. Đó. Tắt nó. Tắt chế độ chế độ giữ nó. Thì bây giờ mình khi mình nhấn vô mình buông ra là nó tắt. Đó. À, giữ luôn thì nó sáng, buông ra để tắt. Số 2 thì do mình không có nên hả, nên là nó không mình đang bật số 2 nên nó không có nè. Số 1 nè,
không, bấm lên cái giữ thì được, buông thì nó tắt nè các bạn, buông thì nó tắt. Đó chính là cái nguyên lý của cái hệ thống điều khiển từ xa và có chế độ nhử, giữ và không giữ. Thì đó, qua đây là mình bật nó on ngược lên đi. Thì qua đây mình đã chia sẻ cho bạn xong về cái bộ điều khiển từ xa. Cái này là mình khỏi cần đưa cái remote vô hướng này các bạn, nó không xài bằng hồng ngoại, nó xài bằng sóng GF, nó có anten nè. Khi đi xa các bạn có thể kéo anten lên, trong phòng khách mình thì thoải mái, khỏi cần kéo anten đó. Thì mình điều khiển cái thiết bị 8 kênh này, mình điều khiển đủ thứ hết, quạt, đèn, tivi, bật nguồn, tắt nguồn hết, mặt rất là tiện lợi. Mình chỉ ngồi phòng khách, ngồi trên ghế, mình coi tivi và mình bấm bật đèn, mở quạt chỗ nào mà mình bật, rất là hiện đại. Nó cấp nguồn 12 nha, bạn cấp nguồn 12V. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo mới nhất của mình các bạn. Xin chào các bạn.